goes through the nasal passages, where it's filtered. Sao em không thực hiện thử thách đi? Em đang nghiên cứu động tác. Chị mẹ nhìn dễ ợ. Tự tin dữ ta. Một ngày mới lại bắt đầu. Bữa sáng á thì chưa có đủ đâu nha. Thì đó anh. Thôi em ăn đi. Milo buổi sáng với công thức độc quyền Active Go còn giúp hỗ trợ khả năng miễn dịch. Cố lên nào con ơi. Một ngày mới lại bắt đầu. Các bạn nhỏ ơi, nhớ ăn sáng đầy đủ cùng Milo bữa sáng nhé. Đừng bỏ cuộc nha. Sao rồi? Vẫn chưa được đúng không? Em đã chấp nhận thử thách thì phải tập cho đàng hoàng. Bắt đầu từ ngày mai phải tập nghiêm túc cho anh nghe chưa? Hôm nay tuy chưa hoàn thành, nhưng bé ơi đừng nản lòng nhé. Cố lên nào. Buổi sáng đủ nè. Cảm ơn anh. Chưa, lý thuyết thôi thì chưa có đủ đâu. Em phải thực hành thêm nữa. Wow.
Cố lên nào con ơi, sắp thành công rồi. Dành tặng cho em. Thiệt không? Thì chứ. Fighting! Các bạn ơi, đón xem ngày hôm nay nhân vật chính của chúng ta có được sticker vàng không nhé. Em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3 phút của em bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Chúc mừng bé đã hoàn thành thử thách. Yeah! Đây là quà anh trai tặng mình, bởi vì mình đã hoàn thành thử thách 14 ngày cùng Milo bữa sáng. Mình cảm thấy rất là vui và cảm thấy như là mình chiến thắng bản thân của mình. Mình đã học được một thói quen ăn sáng đầy đủ cùng với Milo bữa sáng. Nhờ Milo bữa sáng mình mới học được một bài học rất là quan trọng. Lý thuyết chưa đủ, phải thực hành nữa mới đúng. Mình chọn